Hello, sếp vừa mới lên hàng bộ quần short dạng 5 tấc ha, là dành dạng đầu gối đó, dành cho các bạn đi du lịch nè hoặc là ở nhà mà cũng rất là thoải mái luôn ha. Kiểu này là form là ở dưới đây có bo là nó sẽ co giãn cho cái vòng hông của người mặc nha, rất là thoải mái luôn ha. Kiểu là kiểu kẻ sọc và nền màu xanh đậm ha, pha với lại sọc xám. Tuy là sọc ngang chứ nhưng mà mặc lên không nhìn không sợ bị mập ha, là do là màu sọc nha, màu sọc ha. Thích nhất là chiếc quần của nó không có ôm bó sát đùi mình mà nó lại dài 5 tấc, dạng như quần 5 tấc ha. Nó vừa chạm đầu gối của mình khi mà mình ngồi xe đi du lịch nhiều giờ cũng ngồi không sợ nó quá ngắn nó hở, hoặc là nó vừa che được khuyết điểm vòng đùi to của mình nữa nè. Bo ở dưới đây có bo nhưng mà là co giãn ha, nó không có siết chặt đùi của mình đâu, cho nên các bạn đừng lo nha, rất là thoải mái luôn ha. Quần là có hai túi nha, quần có hai túi sau để điện thoại được luôn, để điện thoại vô tư ha. Lưng là lưng thun, coi dạng rất là thoải mái luôn ha. Những mẫu như vậy nè, mặc ở nhà cũng rất là thoải mái luôn, ở nhà và đi siêu thị, đi chợ đồ đều ok nha. Hoặc là tập gym cũng được nữa, thể thao cũng được.